chúng ta sẽ chuyển sang test tiếng nói trực tiếp tại nhà thờ. Người làm y như vậy, thiên thần này bảo rằng, hãy có áo vào và theo ta. Người liền đi ra theo thiên thần, mà chẳng biết việc thiên thần làm có tận cha. Người tưởng như trong giấc mộng, qua khỏi chẳng canh thứ nhất và thứ hai. Thì đến cửa sắp thông ra thành, cửa ấy tự nhiên mở ra. Thiên thần và Phêrô đảo qua cửa. Khi âm thanh đầy đủ thì cha và các ông rất là thích, mọi vị trí như nhau và rất là căng. Tôi biết rằng Chúa đã sai thiên thần cứu tôi khỏi tay Hê-rô-đê và khỏi âm mưu của dân Do-ha. Này con đây, xin Chúa hãy sai con đi. Cha cha tiếng đều không? Quyền cho người được vinh quang muôn đời. Amen. Đó là lời Chúa. Ok đó.